Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái trò chơi mà chúng ta sẽ đàn các phím nhạc các bạn. Đàn các phím nhạc bằng cái phần mềm ở đây. Thì bạn thấy trên màn hình âm chúng ta sẽ làm ra những cái vòng, những cái nốt tròn bạn. Cái nốt tròn mà dễ hình tròn, cho đó bạn ghi những cái ký hiệu lên bạn. Những ký hiệu mà như những cái bạn mà học về nhạc các bạn biết á, như là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ví dụ gì đó bạn. Nhưng bạn nào học nhạc thì rành to thì cũng không có biết gì nhiều đâu. Thì đang ghi những cái ký hiệu của nhạc bạn lên đây nè. Rồi, thì sau khi bạn ghi lên ra rồi, bạn dễ như thế này nè. Bạn sẽ sử dụng cái cảm ứng của cái chuyển động của cái camera để bạn phát ra những cái nốt nhạc ha. Tôi làm thử cho bạn xem nè, tôi chơi thử ha. Nên tôi né ngược qua bên để cho thôi nó chuyển động, cái nó sẽ phát ra nhạc á. Tôi sẽ né qua bên nè, tôi sẽ dùng cái ngón tay thôi. Rồi, đại khái là các bạn thấy là khi mỗi lần tôi thay đổi cái chuyển động cái đến cái nốt nhạc nào đó, cái nốt nào đó thì nó sẽ phát âm thanh. Rồi chúng ta sẽ làm thử này ha, cái này cũng tương đối dễ đó bạn. Thấy gì chứ dẹt à. Đầu tiên thì bạn cứ tạo ra những cái đối tượng mới ha, bằng cách là bạn lít gì nè. Bạn vẽ ra thôi, cái này nó dễ lắm bạn. Bạn vẽ cái một cái hình tròn bất kỳ. Rồi sau đó bạn ghi cái chữ cái là A B C D gì đó theo cái ký hiệu mà bên các bạn học nhạc biết á, như là đồ, nốt re, nốt mi, nốt fa, nốt sol, la, si, như thế nào các bạn. Đó là những cái chữ cái mà quy định ha. Quy định của bên bên những bạn học nhạc á nè. Rồi sau khi bạn ghi xong thì bạn sắp xếp cái chữ như thế nào đó theo thứ tự là do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ví dụ gì đó. Rồi thì tương ứng với vậy nốt nốt độ, ví dụ như ha, đến cái nốt độ chúng ta nè, ví dụ vậy thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì, ta sử dụng cái này dễ nè bạn, cái cảm ứng của cái chuyển động của cái webcam thôi. Thí dụ như nó chưa có cái này á, chưa có chỗ này nè bạn, thì bạn lít vô đây, bạn sẽ thêm cho tôi hai cái ha, thêm hai cái. Một là cảm ứng chuyển động của camera là thêm cái này đây. Đây là thêm cái cảm biến cái video nè. Cái thứ hai là cho nó phát âm thanh thì bạn phải chọn cho tôi cái âm nhạc nè bạn. Cái nốt âm nhạc nè ha, ta sẽ thêm hai cái ha, lưu ý là một là cái âm nhạc đây nè. Một là cái này ha, thêm cái này đây, hai là thêm cái này nè. Rồi, sau khi thêm xong á thì bạn sẽ vào đây, bạn sẽ thấy được có hai thêm hai cái nhóm lệnh nè. Rồi, đầu tiên ta sẽ chọn cái nhóm lệnh là cảm ứng cảm biến video ha, chọn cái lệnh đầu tiên nè. Khi chuyển động của video là nó mặc định là 10, ta sẽ sửa số này là 20. Số càng nhỏ là nó càng nhạy ha bạn. Nghĩa là 10 là rất là nhạy. Nếu bạn cảm thấy nó nhạy quá thì bạn hãy tăng lên là 30, 40 luôn. Tôi đã cũng đã hướng dẫn các bạn một cái video trước nói về cái việc mà tạo ra một cái trò chơi game dựa trên cái việc mà chuyển động của camera nè. Hình như là cái trò chơi là bắn bắn bong bóng các bạn, nhớ không? Tôi đã hướng dẫn rồi. Rồi, thì bạn sẽ lo cái này vô ha, lo cái này vô. Rồi, sau khi lo cái này vô á, là khi mà chúng ta tạo ra được cái chuyển động là lớn hơn 20 á, thì nó sẽ thực hiện những cái lệnh bên dưới. Cái lệnh bên dưới là lệnh gì? Thì chúng ta sẽ qua bên cái nhóm lệnh âm nhạc nè. Ta sẽ chơi cái này bạn, chơi cái nốt nhạc mà thứ nốt nhạc thứ này nè bạn, nốt đồ nè, trong thời gian là bao nhiêu nhịp, trong thời gian là 0,5 nhịp. Cái là bên tay trái là cao độ, cái bên tay phải là trường độ. Những bạn nào sẽ học nhạc thì chắc sẽ rành hơn tôi ha. Cao độ là cao thấp á, còn trường độ là nó thời gian nó bao lâu á, trong trường hợp này là 0,5 nhịp. Nó đơn giản vậy thôi ha. Rồi thì cái này chúng ta sẽ thay đổi qua các nốt thì sẽ thay đổi cái cao độ khác nhau, còn cái trường độ thì cứ để là nửa nhịp đi. Rồi, như vậy đó bạn. Ví dụ như ta có nốt này, sau đó tới nốt này. Nốt này là cao nhất nè bạn. Rồi bạn thấy chưa? Nó lặp lại y chang, bạn cứ thể là copy thôi, lo cái này nè, vô đây thì nó sẽ copy lại thôi. Rồi bạn chỉ thay đổi cho tôi cái phần cao độ thôi, đầu tiên là 72 nè. Tới đây là cao độ là còn 71 nè, thấy chưa? Thay đổi cái cao độ thôi chứ không làm gì hết. Rồi tiếp tục cái này là thay đổi cái cao độ là 69 nè. Rồi tiếp tục cái chữ G này đây. Mỗi cái nó tương ứng với một nốt bạn. Đây 67 nè. Nốt pha nè ha. Nốt pha chữ F đây. Cao độ nè bạn. Cao độ là 65 nè. Thấy chưa? Cái nhịp thì vẫn để đứa cái nào cũng là nửa nhịp hả bạn. Nó. Chứ không có gì hết. 65 xuống đây tới 64 nè. Mỗi lần nó sẽ cái cao độ nó giảm xuống nè.
Thấy chưa, này sóng 2 nè, sóng 4, sóng 2 này, cuối cùng là cái thấp nhất là 60 ha, cao độ là 60. Nó chỉ đơn giản như thôi, mình thấy chưa? Rồi đâu làm gì đâu. Nghĩa là đại khái chúng ta sử dụng cái lệnh là khi có sự chuyển động của VO nó nhảy, độ nhảy là lớn hơn 20, nghĩa là khi có sự chuyển động lớn hơn 20 nè thì nó sẽ phát ra một cái đoạn âm thanh bên dưới theo cái cao độ này, và cái nhịp này là cái trường độ, cao độ là từ giảm từ 72 xuống 60. Mỗi cái cách nhau là 2 á. Với cái nhịp là giống nhau là nhịp 0,5 nhịp. Nghe cái thời gian là 0,5 á. Nó chỉ đơn giản như thôi. Ở trong đây còn nhiều thứ nữa lắm nhưng mà tôi không có rành về nhạc nên tôi cũng không nói nhiều được ha. Tôi chỉ mới sử dụng được có cái này thôi nè. Cái thứ ba nè bạn, là chơi nè. Rồi bạn hãy đặt cái thời gian nghỉ là nhịp bao nhiêu nè. Trong trường hợp này nhịp bao nhiêu nè, 0,25 nè. Rồi thay đổi nhịp hay hoành nè, thôi những cái này nhiều lắm, tôi cũng không rành về cái phần âm thanh nên tôi không được nói, không nói nhiều được, hướng dẫn các bạn nhiều được ha. Còn về phần camera thì tôi đã nói rất rõ rồi, camera thì dễ. Bạn chỉ quan tâm đến cái việc mà cái mức độ chuyển động á, là số 10 là cái số càng nhỏ thì nó sẽ càng nhảy, còn lớn hơn 10 tăng lên là 30, 40 thì nó sẽ giảm cái độ nhảy xuống, nhưng là giảm cái sự chuyển động lên xuống như nè. Nó ngày số 10 là rất là nhảy, chỉ cần một đụng nhẹ như thế này thôi thì nó cũng phát ra âm thanh các bạn. Rồi còn những cái camera này thì những cái lệnh này dễ lắm bạn, là bật hay tắt cái camera nè, bật hay tắt thôi. Còn này là làm cho cái camera chúng ta là trong suốt á, cái hình nền phía sau bạn, như tôi nè, cái nền tôi là nó trong suốt, hay là thấy cái tay của tôi nè. Nó cái camera thì dễ rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn một video trước rồi ha, mà là chưa xem thì xem lại cái phần mà cảm biến camera này. Rồi vậy là xong đó bạn. Sau đó bạn chỉ việc là không cần gắn cái thẻ kích hoạt với bạn, bản thân cái camera đã là cái thẻ kích hoạt rồi nên chúng ta không cần gắn thêm bất kỳ thẻ gì hết. Ta chỉ việc là đưa ngón tay lên là tạo cái sự chuyển động, thay đổi cái nền của cái nốt đó, phía sau cái nốt này nè. Ta sẽ đổi cái chuyển động mà nền phía sau cái nốt này thì tự động nó sẽ phát âm thanh nè. Ta sẽ làm thay đổi nền ha. Thấy chưa? Nghĩa là chúng ta đưa tay ra phía sau cái nốt này, ta chuyển động cái tay, lắc qua lại vậy nè. Thì nó sẽ làm phát âm nhạc. Rồi bạn thấy hay chưa? Thì bạn hãy ứng dụng vô làm nhiều cái trò game khác lắm bạn. Này là một cái ứng dụng đơn giản thôi. Còn những cái anh chị khác tôi thấy trên mạng còn làm tạo ra được nhiều nhạc cụ nữa. Trong đây nó có cái này cũng hay lắm bạn. Là hiện tại chúng ta đang chọn cái nhạc cụ là đàn piano đúng không? Tôi sẽ chọn cái tùy chọn là đặt là nhạc cụ khác nè bạn. Ví dụ như tôi sẽ chọn là nhạc cụ là bạn gán cho hết tất cả những cái nốt này luôn ha. Ví dụ như đang là nhạc cụ piano ha. Tôi sẽ gán đàn nhạc cụ là đàn organ. Hay đàn guitar điện đi, đàn guitar nè, thấy chưa? Thì cái nốt này tôi đang chọn nốt C ha. Đây tôi cho chơi ngang đây. Rồi, thì nó sẽ chuyển cái nhạc cụ này sẽ là cái của đàn guitar nè, nốt C ha, nốt đô đây, đỏ đỏ đây nè. Rồi tôi cho bạn xem thử nè. Thấy chưa? Đó, thì bạn copy cái nhạc cụ này cho hết tất cả những cái nhạc cụ còn lại thì nó sẽ chơi là cái của đàn guitar bạn, không còn là đàn piano nữa. Như tôi tới cái chữ D nè ha. Cái chữ D đây. Tự nhiên tôi nhấn cái chữ ẩn cái nó ẩn mất tiêu bạn. Tại sao nó hiện lại coi, tự nhiên tôi nhấn chữ ẩn bạn. Rồi. Rồi sẽ như tôi copy cái nhạc cụ này nè bạn. Nhạc cụ này tôi cho nhưng là đại khái là chúng ta sẽ thay đổi được rất là nhiều cái nhạc cụ trong đây bạn. Mặc định là đang là đàn piano, bạn thấy thay đổi nè, rất là nhiều nhạc cụ trong đây, tới 21 loại nhạc cụ luôn. Bạn thấy hay chưa? Sử dụng nhạc sáo nè. Thấy chưa? Thì chúng ta sẽ gắn cái đặt nhạc cụ là cái gì đó cho hết tất cả những cái phím này. Hiện tại tôi chỉ đang đặt cái một cái phím phía chữ C này thôi ha. Tôi sẽ đợi tôi tí ha, tôi sẽ mở một cái file chơi nhiều nhạc cụ cho bạn xem nè. Rồi bạn thấy ha, tôi là cái hiện tại đang mặc định là cái đàn piano nha. Tôi sử dụng chuột bấm lên đây nè. Rồi tôi sẽ chuyển sang cái nhạc cụ khác bằng cách là tôi rê thanh này nè. Tôi đổi tiếp tục nhạc cụ khác ha. Rồi, để tôi sẽ kiếm một cái file khác nữa cho nó có hiển thị những cái loại nhạc cụ cho bạn dễ thấy. Còn này nó để cái thanh trượt nhiều khi các bạn không hiểu á, không thấy được cái tên á. Cái file này nó tương tự như file nãy mà nó hay hơn cái là nó sẽ liệt kê cho chúng ta cái danh sách là cái loại nhạc cụ nè bạn. Ban đầu là số 1 là đây là số 1 nè bạn. Đang là piano ha, số 1 piano nè. Cái này nó sử dụng cái sử dụng cái bàn phím số vậy. Sao tôi bấm không ăn ta? Tôi thu nhỏ lại coi. Ê, xin lỗi tôi phải kích hoạt ha. Xin lỗi tôi nhấn nhầm. Tôi nhấn nhầm rồi. Tôi sẽ kích hoạt lại. Để tôi mở cái file lại ha. Tôi kích hoạt.
Rồi để tôi kích hoạt nè, tôi quên nhấn cái lá cờ xanh ha, tôi kích hoạt nè. Cái này nó kích hoạt dựa trên cái sự chuyển động. Cái file này rất là hay các bạn, kích hoạt dựa trên cái sự chuyển động mà ta sử dụng webcam á, nên tôi sẽ né cái người tôi qua bên ha, tôi sẽ sử dụng cái ngón tay tôi để tôi chuyển động để tôi chơi đàn nè, rất là hay các bạn. Rồi sau đó tôi sẽ chỉnh cái này nè, để tôi thay đổi theo cái nhạc cụ tôi đang chơi là piano hay là organ, guitar, bass hay là đàn thổi sáo gì đó bạn, đó rất là hay. Tôi sẽ sử dụng ngón tay ha, tôi sẽ bắt đầu chơi, tôi sẽ đi ra khỏi cái camera thôi, nó nhận biết cái sự chuyển động của tôi thì nó sẽ chơi nhạc cụ, nên tôi sẽ di chuyển khỏi camera nha, tôi bắt đầu nha. Rồi bắt đầu tôi sẽ chuyển sang cái nhạc cụ khác ha. Số 3 là organ hay bạn, số 3 là organ nha. Số 11 là saxophone các bạn, 11 là saxophone nè. Đây nè bạn, 11 là saxophone nè. 11 là saxophone ha. Do tôi không có rành về nhạc các bạn, nên tôi không có chơi nhiều về nhạc á, nên tôi dở lắm. Mười bảy là cái nhạc giữa hợp nhạc bạn, music box hợp 17 là hợp nhạc ha, số 17. Rồi tôi kết thúc video này tại đây ha, tôi chỉ giới thiệu cho bạn sơ vậy thôi, tại tôi không có rành về nhạc nên tôi không có chơi được nhạc ha. Tôi đại khái cho bạn biết là cái cách chúng ta sử dụng cái lập trình những cái phím như vậy đó rất là đơn giản, bằng cách là bạn sẽ tạo ra những cái phím này, và tương ứng với mỗi phím á thì bạn sẽ gắn cái việc mà chuyển động của camera thì nó sẽ phát ra một cái đoạn nhạc vậy thôi. Gắn cái cảm biến chuyển động của camera là cái này nè, đó, kèm theo đó là cái nó phát ra một cái đoạn nhạc đó, chơi cái đoạn nhạc này trong cái cao độ nhiêu và trường độ nhiêu, nó chỉ vậy thôi bạn, đơn giản vậy thôi ha. Rồi kèm theo đó là bạn gắn thêm nó là đặt nó là cái nhạc cụ là gì, nhạc cụ là đàn piano hay đàn gì đó tùy các bạn, tương ứng cho mỗi phím luôn ha. Cái bàn phím mà chúng ta đánh đàn á thì nó có bao nhiêu phím thì chúng ta sẽ tạo ra đúng bao nhiêu nhân vật luôn nè, đúng bao nhiêu đối tượng luôn, thấy chưa, nó rất là dễ thôi. Rồi tôi kết thúc video tại đây các bạn, tôi là Tú Phan đã dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com, hẹn gặp lại các bạn.